Xin kính chào quý vị, và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là cái model Color Camel KC115 sẽ có những chi tiết nào bên trong để hình thành nên một cái piano mà có giá thành vừa tốt và tiếng vừa hay như vậy. Sau qua những buổi workshop của tôi cũng như là quý vị đã xem được những cái con tim và chi tiết trên mạng thôi, nhưng hôm nay chúng ta sẽ xem chi tiết đây nào nhé. Xin mời. Thì đây chính là model KC115. Thì bây giờ chúng ta nhà đây chúng ta dùng cái sơ màu hồng rất là đẹp, rất là đẹp. Đây là model có thể xem là hot nhất trong vòng giữa đến cuối năm 2018. Và bây giờ mình sẽ cùng xem bên trong của nó sẽ có những chi tiết nào nhé. Bên trong cái đàn này chúng ta sẽ có hai cái chốt này. Điểm ta muốn tháo ra thì chúng ta sẽ phá. Đây chính là cái thanh mà giảm âm để khi mà chúng ta tập giờ ở nhà thì sẽ hạn chế làm ồn đến mọi người xung quanh. Thì đây là một chức năng chỉ có trên cái piano cơ mà thôi. Và đây sang một bên, anh xem ở đây bộ máy của Color Campbell KC115 là bộ máy thuần gỗ. Cho nên quý vị thấy là toàn bộ mọi chi tiết ở đây đều làm từ gỗ. Đây là một cái duy trì cái truyền thống về piano của những cái hãng piano lâu đời trên thế giới này, bao gồm tại Mỹ và Đức. Bây giờ tôi sẽ tháo luôn cả cái dàn máy này ra để các bạn có thể xem được các chi tiết bên trong như thế nào. Các bạn nhớ tháo cho ta để cái vị trí nó đúng như ban đầu nhé. Mình dễ dàng lắp vào lại. Thì sau khi chúng ta đã khóa hết và cái chỗ này thì cái việc không cần nhất là chúng ta lấy dàn máy ra. Nhưng mà ở đây thì tôi xin khuyến cáo rằng tôi sẽ làm cái thao tác này để chúng ta cùng xem là cái chi tiết, cái action của bộ máy nó như thế nào, và hoàn toàn không khuyến khích làm tại nhà của quý vị nha. Ok, bây giờ mình sẽ kiếm một cái vị trí nó thuận lợi để mình để này xuống. Chúng ta cùng một thằng xe nha. Và như quý vị thấy thì chúng ta sẽ có những cái chi tiết mà kết hợp giữa các cái nỉ và các sợi dây cương như thế này, và đòn bẩy cũng như là cái chắc, hay mình gọi là cái dầu gà, thì sẽ đẩy búa lên đây như thế này. Quý vị thấy cái đòn bẩy là cái anh chàng này, để khi mà phím bàn mình nhấn xuống thì sẽ có một cái chi tiết đẩy cái búa lên, búa sẽ hoạt động như thế này. Đấy. Thì với một cây piano các cái hoạt động làm hoàn toàn buộc phải ăn khớp với nhau. Nếu như chúng ta có những cái chi tiết mà trong đó nó bị lỏng, hoặc là nó làm không đúng cái chức năng của nó, ví dụ như là nó bị méo tí xíu,
hay là cái sợi dây nó bị rộng quá thì nó sẽ không làm cho các cái thao tác trong cái máy nó được trơn tru và ăn khớp với nhau. Thì để mà phát minh ra cái bộ máy này chúng ta phải mất cả hàng trăm năm. Và nếu mà xét về cái hệ thống cũng như là máy piano thì Đức là một quốc gia có thể nói là hàng đầu. Bởi vì cây Color Combell KC15 này là cái dàn máy này là thứ gì, là họ làm thiết kế bởi người Đức. Cho nên là những cái chi tiết chúng ta thấy ở đây đều là những chi tiết mà thường Made in Germany. Và tôi thấy được ở trên cái loại búa này chúng ta thấy có chữ là Special ST. Đây là tên của một hãng lọc búa. Và những cái cây đàn khác á, kính thưa quý vị, là thường á là búa chỉ có là một màu thôi. Còn cái chi tiết mà búa mà được bọc hai lớp nỉ thế này là cái chi tiết chỉ có trên những cây đàn có thể nói là cao cấp, từ là 100 mấy, 200 mấy triệu trở lên thôi. Nhưng riêng cái sản phẩm KC15 này là Color Combell đã gắn cái chi tiết chất lượng này vào cái sản phẩm của mình. Mặc dù nó có giá thành rất là hợp lý, nhưng chúng ta vẫn thừa hưởng, vẫn có những cái chi tiết mà giống như những cây đàn có cao cấp, cao tiền hơn. Đấy. Và xin mời quý vị hãy cùng tôi xem cái chi tiết bên trong. Rồi, thì nhìn lướt qua thôi, chúng ta có thể thấy được đó là trục pin, rồi dây đàn, rồi các cái sườn như thế này. Rồi, đây là một cái thiết kế mà đặc biệt chỉ có Color Combell có cái sườn nó được thiết kế như thế này thôi, nó uốn lượn như vậy. Cái sự uốn lượn này nó làm cho âm thanh nó di chuyển, hoặc là nó giao cộng hưởng bên trong, nó sẽ theo một cái luồng tập trung vào chính giữa, đó, trung vào trung tâm của cái sao bo cái đàn hơn. Đấy. Và theo như tôi thấy ở đây á, thì cái khung sườn này, khung âm này là họ đúc rất là kỹ các cái chi tiết, như là các cái viền này hoặc là các bề mặt á, rất là láng mịn, chứ không như một số cái sản phẩm mà trong cái tầm giá này thì các sản phẩm đó cái bề mặt của khung âm á, tức là khung sườn á, thì nó không có được mịn và không được gia công kỹ như thế này. Đó là cái chi tiết mà rất là không tốt, bởi vì cái khung sườn này giống như là cái bộ xương sống của chúng ta vậy. Nếu như mà nó không cứng cáp mà nó trơn tru thì sau này sẽ nó bị thấm những cái vết ẩm cũng như là các cái chi tiết mà bụi nó làm nó len lỏi vào các cái khe, thì sẽ dẫn đến là khung âm bị giảm tuổi thọ rất là cao. Nhưng mà riêng cây Color Combell này thì theo như tôi quan sát thì nó là không có những cái tình trạng đó, rất là hay. Để quý vị hãy nhìn sơ qua kỹ logo của đàn Color Combell, được thành lập năm 1896. Đó. Đó ở đây. Đó. Và bây giờ chúng ta cũng thấy được rằng á, các cái chi tiết về búa đàn là đã được Color Combell test, những cái bài test mà nó chất lượng đúng cái độ nặng của nó. Khi mà đạt cái độ chuẩn rồi thì Color Combell mới xuất xưởng những sản phẩm. Rồi xin mời quý vị xong nhé, chúng ta. Và vừa nãy thì chúng ta đã quan sát cái bộ máy và ở phía trước cái đàn, thì đến bây giờ chúng ta sẽ quan sát ở phía sau, thì cái lưng của đàn KC15 sẽ có những cái chi tiết nào. Thì ở trên tay tôi đây đó là đây là một cái chứng nhận về cái chất lượng của cái đàn. Thì đây là một cái điểm cực kỳ quan trọng, bởi vì mặc dù làm tại Indo nhưng KC15 được các cái nghệ nhân người Mỹ họ làm, đó là điều quan trọng nhất, chứ không phải là nghệ nhân người Indo làm cái sản phẩm này.
chúng ta biết là ở trong cái nghề mà nghề mộc á, nghề gỗ, thì cái tay nghề của cái người thợ cực kỳ quan trọng. Chúng ta sẽ không có màng đến cái vấn đề là xuất xứ ở đâu, quan trọng là tay nghề của người đó như thế nào và người ở đâu. Thì Toller Campbell là thương hiệu của Mỹ, cho nên các nghệ nhân này đều là nghệ nhân người Mỹ làm hết. Tôi nói như vậy để quý vị có thể hình dung ra được cái sự đảm bảo, sự chắc chắn của sản phẩm. Và phía trước đàn là như vậy, còn phía sau đàn mới là những cái thông tin rất quan trọng và rất là thú vị. Tôi xin mời quý vị cùng tham quan với tôi nhé. Đây, ở đây. Và vừa nãy tôi lấy cái tờ giấy này á, ở đây. Thường là một cái đàn nó luôn luôn có những cái nơi để giữ. Rồi, như thế này là âm thanh đã được kiểm định, sao check và nhập về phân phối bởi công ty Việt Thương của chúng tôi. Này, okay. Và tiếp theo quý vị nhìn xem, đây là một cái điều mà dễ thấy nhất. Quý vị có thể thấy cái sự đặc biệt của các cái thương khung sườn này không ạ? Đây là một cái chi tiết, đây là một cái chi tiết cực kỳ quan trọng. Bởi cái khu vực này là khu vực để âm thanh nó phát ra. Thì tại sao lại có cái trường hợp là các cái trục này, lại có thể sắp xếp cái vị trí khác nhau như vậy, không có đồng đều nhau. Và khi nhìn vào chúng ta thấy nó hơi có ngộ ngộ đúng không vậy? Đấy, thì đây là một cái chi tiết mà tôi thấy đó là Toller Campbell đã có đăng ký bản quyền, nơi bản quyền của một cái thương hiệu mà nổi tiếng nhất thế giới. Có thể xem đó là cây đàn số 1 thế giới, đó là Steinway & Sons. Đây là một chi tiết mà tôi thấy chỉ có Toller Campbell có thôi. Tại vì quý vị sao không, Steinway & Sons có rất là nhiều bằng sáng chế, và những cái sáng chế của họ là luôn luôn để xem là được điều mà cực kỳ tốt. Và đó là như vậy, thì đây là một trong những cái điều thú vị mà Steinway & Sons gửi đến trong cái Toller Campbell này. Đấy, thì tôi biết ở một cái dây đàn mà size là 1m15 thế này, thì rõ ràng là cái khu vực phát âm á, nó sẽ xem như là nó bị thu hẹp lại so với các dây đàn thông thường là 1m3, đàn chúng ta là 1m15 thu hẹp lại. Thì với cái khoảng cách, cái không gian bị thu hẹp lại thế này, thì âm thanh của chúng ta sẽ có cái xu hướng là cái tiếng bass nó sẽ không có sâu, và cái tiếng chép nó có chiều hướng nó tăng cái chép lên. Có một cái chi tiết của KC-5 nó rất là thú vị, và phải nói là rất là thông minh khi mà họ sắp xếp các cái trụ đèn theo một cái hình solen như vậy. Tức là chúng ta thường thấy những cái đàn piano là sẽ có những cái trụ nó phân bổ đồng đều với nhau, nhưng cái KC-5 này là lại phân bổ theo một cách solen như vậy. Tôi sẽ nhắc lại, đây là một cái thiết kế cực kỳ thông minh để tối đa cái chất lượng âm thanh mà phát ra từ cái đàn. Vì sao như vậy thì tôi sẽ giúp quý vị hiểu nhé. Khi một cái đàn á, bản chất chúng ta cái đàn KC-5 này có chiều cao là 1m15 như đây, thì với những cái đàn khác các vị làm chất cao 1m2, 1m3, thì thông thường cái xu hướng khi mà cái thùng đàn á thu về như vậy, cái không gian hoạt động, không gian cộng hưởng á, là nó sẽ bị hạn chế lại đó. Nếu như chúng ta cứ tiếp tục sắp xếp các trụ theo một cái kiểu mà phân bổ đồng đều như vậy, thì đương nhiên cái âm thanh nó sẽ bị hạn hẹp lắm. Tại vì cái thùng mà nó nhỏ thì âm thanh nó sẽ bị giảm chất lượng lại. Thì với cái thiết kế như này, thì nó làm cho cái âm thanh sẽ tăng cái phần bass lên, đấy. Bởi vì
khi cái thùng hẹp lại thì nó có cái xu hướng là giảm phần bát và nó tăng cái mặt chép lên, và phía trên này tăng cái mặt chép lên. Thì nhiều khi nếu chúng ta thiết kế mà không thông minh đó, thì âm thanh sẽ trở nên nó bị chối tai. Đó là một trường hợp bị chối tai, rất là nhiều trường hợp gặp như thế này. Thì với thiết kế như thế này thì ở cái mặt chép á, chúng ta có hai trường này là nó sẽ cắt đi các cái tần số và nó nghe chối tai, nó làm cho tiếng chép chúng ta nó giảm lại, nó trở nên long lanh và nó rõ ràng hơn chứ nó không có chối tai. Còn riêng phần bass ở dưới này thì họ để chỉ có một trụ thôi để chống toàn bộ hai bên này, đến chi à, để cho cái phần bass nó ra được tối đa, tức là bản chất bản thân nó là bị giảm lại rồi thì cái phần bass nó muốn ra bao nhiêu thì nó ra, để cho cái âm thanh của chúng ta đó nó được đầy hơn đó. Thì như vậy bass và treble hai giải tầng đã được cân bằng với nhau thì âm thanh nó ra rất cân bằng. Thì trước đó tôi cũng đã làm một cái clip và demo cái âm thanh này rồi, thì quý vị có thể xem lại trên trang YouTube của Việt Hương để chi tiết hơn nhé. Chúng ta bây giờ chúng ta qua cái phần này. Thì ở phía sau đàn á, chúng ta dễ dàng nhìn thấy các cái thông tin về cái đàn cơ xe 15 này. Chúng ta sẽ đi từng cái nhé. Nhất, khi đàn piano hoạt động nhờ vào bú đàn đập vào dây đàn dao động cộng hưởng ra cái sabo này. Đấy. Và vậy thì cái dây đàn á, nó dao động nó có đúng cái tần số dao động hay không, hoặc là cái dây đàn á, nó có tốt hay không, rồi nó dao động có lâu hay không, thì nó nhờ vào cái chất lượng dây đàn. Mà ở đây KC15 của thương hiệu Colin Campbell sử dụng dây đàn của Rosslaw. Đây là một thương hiệu dây đàn được làm tại Đức, cực kỳ nổi tiếng vì Rosslaw. Quý vị có thể tham khảo trên internet cũng được nha. Rồi, thông tin tiếp theo đó chính là cái bộ máy bằng gỗ. Bộ máy bằng gỗ thì quý vị để ý là ở trên đây á, nó có cái biểu tượng, có biểu tượng là hai cái chú sư tử, hai cái chú sư tử. Có một cái dây đàn ở đây chính giữa. Ở bên này á là cái búa, búa nó làm bằng nỉ cao cấp. Ở trên đây cũng có biểu tượng, thì cái biểu tượng này nó đều có ý nghĩa hết. Thì tôi sẽ hít và chúng ta quay trở lại ở phía sau nhé. Rồi, cái đàn Color Camel này, các cái thông số, các cái gỗ mà làm đàn, cạnh đàn quý vị, là làm từ gỗ của gỗ Bắc Mỹ ở vùng núi Adirondack Bắc Mỹ, cho nên cái loại gỗ đó nó sẽ chịu đựng được cái độ ẩm và rất là cứng. Như vậy thì cái độ bền nó được tăng vượt trội luôn. Hả? Rồi, và cái đàn này áp dụng công nghệ của Đức. Vì công nghệ của Đức. Và các cái sabo này và các cái thông số gỗ như là các cái sườn dẫn âm này là được làm bằng gỗ ở Canada. Đấy, Canada ở đây. Như vậy chúng ta thấy được là cái Color Campbell này á, mặc dù là một cái đàn thuộc cái dòng là entry level, tức là cái dòng đàn mà dành cho người mới học, entry level dành cho người mới học và có giá thành rẻ đó, và có thể có nhưng mà nó mang lại đầy đủ hết những cái tinh túy, những cái chất lượng từ các nước khác nhau. Như vậy thì đồng nghĩa rằng là Color Campbell họ có những cái tư duy, họ có những cái chiến lược để mà kết hợp lại các cái chất lượng từ các nước khác để mà hình thành một cái đàn, để mà chúng ta có được một cái sản phẩm mà vừa có giá thành rẻ và vừa được thừa hưởng những cái chi phí chất lượng đó. Và bây giờ tôi sẽ giải thích về cái vấn đề của hai cái chú sư tử và cái đàn ở giữa nơi nào, và mời mình quay ngược trở lại ra đây. Và đây chính là biểu tượng mà vừa nãy tôi đã nói vậy, là hai chú sư tử. Cái bên ở chính giữa là hình cái đàn. Rồi, ở đây chúng ta thấy là Imperial German Scale. Đây là một cái tỷ lệ chuẩn hoàng gia của Đức. Đây tỷ lệ này có nghĩa là gì ạ? Nghĩa là cái đàn Color Campbell KC15 này mang cái mác là tỷ lệ chuẩn hoàng gia Đức. Thì đây là một cái tỷ lệ là em đàn nó cao mấy 15 thì cái chiều sâu của nó phải là 55, cái bề ngang của nó phải là mét 48. Thì với cái kích cỡ như vậy, người ta
nghiên cứu, người ta phát hiện ra đây là kích cỡ mà chuẩn nhất để âm thanh có thể dao động để mà cái đàn để phát ra tiếng nó chuẩn nhất, và các cái bộ máy, cái hoạt động bên trong nó được hoạt động tốt nhất có thể. Đây là một cái tỷ lệ chuẩn mà rất là ít có cái đàn nào có được, tại vì cái tiêu chuẩn này là được các cái hiệp hội, các nhà kỹ thuật về Thủ Đức mà người ta phát triển ra. Và Colin Campbell được một người Đức tên là Klaus Fenner áp dụng các cái chi tiết này, cái tỷ lệ này vào cái khám phòng này. Đó. Vâng. Và ngoài ra là cái thông tin cuối cùng nữa, đó là cái bánh xe đôi. Vậy thì cái thứ này như này, đây là chi tiết bánh xe đôi như thế này. Thì thứ nhất nó có hai điều. Điều thứ nhất là bánh xe này họ nó chia làm hai ra. Để chi vậy? Để thứ nhất là để giảm tải trọng xuống và làm cho cái đàn nó vững chắc hơn. Đó là điểm nhất. Điểm thứ hai là bánh xe này là bằng cao su. Như vậy có nghĩa rằng khi mà chúng ta di chuyển á, thì nó sẽ nghe nó êm tơ, êm tai hơn. Nó không có bị lọc cọc đồng, hoặc là nó không có bám lại các cái vết chảy, vết dơ gì trong cái sàn nhà của chúng ta. Bởi vì nó là bánh xe cao su. Đấy. Và chúng ta đã đến với cái chi tiết bên trong. Ở phía dưới của thùng đàn thì như quý vị đã thấy, ở đây chúng ta sẽ có cái pedal. Và cái pedal này đấy. Rồi thì tại sao tôi lại dẫn quý vị xuống dưới cái phía dưới cái thùng đàn, là bởi vì đây mà là chi tiết mà tôi thấy rất là thú vị. Đó là cái thanh mà dẫn cái pedal đó, vị thanh trường lực pedal đó, là nó là hình vuông. Nó hình vuông đấy. Các cái thương hiệu khác hoặc các loại đàn khác thì có thể họ làm hình tròn. Thì khi mà làm hình vuông như thế này á, thì cái sự truyền lực quý vị nó thẳng hơn và nó nhảy hơn nhiều. Và hơn nữa cái hình vuông này á là bằng gỗ nữa, thì nó sẽ không bị mốt méo theo thời gian. Còn các cái hãng đàn khác thì có thể họ làm bằng cái thanh truyền á, làm bằng cái inox hoặc là cái thép mỏng hình tròn, thì nó hay dễ bị mốt. Chứ đó là cái hiện tượng gọi là tự nhiên thôi. Còn riêng cái pedal này thì rất là nhạy. Mà nếu mà nó nhạy như vậy thì nó được cái gì? Đó, quan trọng là trong cái cây piano quý vị, cái sự mà nhấn nhá cái độ vang của cái pedal vang này thì nó làm cho cái bài nhạc của chúng ta nó trở nên nó chuyên nghiệp hơn, nó đúng bài bản hơn. Thì khi mà các con em mình học á, ban đầu học á, mà đã được cái chi tiết này rồi thì các em nó điều khiển được cái pedal này á, điều khiển càng chính xác hơn. Thì theo một cái thói quen, từ từ càng chính xác thì sau này khoảng chừng một vài năm sau, các bé sẽ master, sẽ kiểm soát được, làm chủ được cái pedal vang này mà làm cho bài nhạc của mình trở nên chuyên nghiệp hơn. Thì thật sự đó là một cái chi tiết rất thú vị, đúng không nào? Vâng, và tất cả thông tin vừa rồi là những điều mà tôi muốn gửi đến quý vị, để quý vị có những cái nhìn, cái thông tin về KC15 nó rõ ràng hơn, và chúng ta có thể tự do trải nghiệm tại các showroom của Việt Thư Music. Và tôi, Lê Nguyễn Bình, rất vui gửi đến quý vị những thông tin hữu ích và chất lượng để chúng ta có những sản phẩm chất lượng mà Việt Thư Music luôn luôn muốn gửi đến quý vị. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị.